Dự báo thời tiết chiều và đêm 28 tháng 8. Phía Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ.